chào các con, cô tên là Võ Thảo Nguyên, cô đến từ trường mầm non Đốc Binh Kiều 1. Các con ơi, trên tay cô đang cầm vật gì đây? À, đây là chai nước lọc. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con kỹ năng đóng nọn, mở nắp chai để các con có thể tự mình thực hiện ở nhà được mà không phải phiền đến cha mẹ của mình nha các con. Các con ơi, hôm nay ngoài cô Nguyên ra còn có cô Thoại đến để tham gia buổi hướng dẫn của cô nữa đó các con. Cô xin chào các con. Bây giờ các bạn hãy cùng chú ý xem cô Nguyên hướng dẫn các con đóng mở nắp chai nha. Muốn mở được nắp chai thì tay trái của cô Nguyên cầm ở giữa thân chai để giữ chai. Tay phải cô Nguyên cầm lên nắp chai và dùng lực của các đầu ngón tay xoay thật mạnh theo chiều từ phải sang trái. Cô Nguyên đã gỡ được nắp chai ra rồi nè các con. Sau đó cô Nguyên sẽ rót nước ra ngoài ly. Sau khi rót nước ra ngoài ly thì các con phải nhớ là chúng ta phải đóng nắp chai lại để nước không bị đổ ra ngoài nha các con. Để đóng được nắp chai thì tay trái cô Nguyên cũng cầm ở giữa thân chai để giữ chai. Tay phải cô Nguyên cầm nắp chai lên và đặt ở miệng chai. Sau đó xoay theo chiều từ trái sang phải. Các con cứ xoay cho đến khi nào thấy miệng chai đã được giữ chặt. Cô Nguyên đã hướng dẫn cho các con kỹ năng đóng mở nắp chai xong rồi đó các bạn. Các con ơi, bây giờ các con hãy cùng với cô mở nắp chai ra. Xong rồi chúng ta sẽ làm như thế nào nữa? Đóng nắp chai lại. Với kỹ năng đóng mở nắp chai này thì cô Nguyên sẽ hướng dẫn cho các con chơi một trò chơi. Đó là trò chơi bỏ đá vào chai. Bây giờ các con hãy cùng cô Nguyên thực hiện trò chơi này nha. Muốn thực hiện được trò chơi này thì đầu tiên các con phải mở nắp chai ra. Sau đó chúng ta sẽ chọn những viên bi hoặc là những viên đá để bỏ vào trong chai. Và lắc, các con muốn âm thanh nhỏ thì các con sẽ lắc nhẹ. Còn các con sẽ muốn âm thanh to thì chúng ta sẽ lắc thật mạnh. Bây giờ các con hãy cùng nghe cô Nguyên lắc nha. Đầu tiên cô Nguyên sẽ lắc thật nhẹ. Các con nghe âm thanh như thế nào? Và tới khi lắc mạnh, các con nghe âm thanh như thế nào nè? À, khi chúng ta lắc thật mạnh thì âm thanh nghe rất là rõ, rộn ràng và vui tai phải không các con? Các con ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng mở nắp chai ra và bỏ thêm những viên bi hoặc là những viên đá vào. Các con thật nhiều theo ý thích của các con nha các con. Rồi, xong rồi chúng ta sẽ đóng nắp chai lại. Các con hãy mở lúc nãy nha các con. Các con hãy thử thực hiện tại nhà xem âm thanh của ai to hơn nha. Và chú ý khi thực hiện thì các con không nên bỏ những viên bi hoặc là những viên đá vào miệng hoặc là mũi vì những thứ này có thể gây nguy hiểm cho bản thân mình nha các con. Nguyên vừa hướng dẫn cho các con kỹ năng đóng mở nắp chai. Hy vọng với sự hướng dẫn của cô thì các con có thêm một kỹ năng để tự phục vụ cho bản thân mình ở nhà. Và các con nhớ là chúng ta phải uống thật nhiều nước lọc, hạn chế uống nước ngọt để bảo vệ cho chính bản thân mình. Cô Nguyên xin chào các con.